đầy sông núi, anh em ta đáp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sang ta phải chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam, từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng ngày Chủ nhật từ 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều trên làn sóng ngắn 25 mét, tức 11.850 kilô chu kỳ. Vân Hà kính gửi lời chào tới quý thính giả. Hôm nay thứ Tư ngày 30 tháng 5 năm 2018 là buổi phát thanh lần thứ 2573 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức thường lệ. Kế tiếp là mục sinh hoạt người Việt đó đây do Đằng Giang phụ trách. Kỳ này phỏng vấn ông chủ tịch cộng đồng tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Theo sau là một chuyện nước non mình với tiếng nói dịu dàng của quê hương qua bài Thời Đại Hốt Tất Liệt. Sau cùng là một bình luận thường xuyên do Song Thập dẫn đọc với bài Lần đầu tiên Ngoại giao đoàn châu Âu gặp xã hội dân sự ở Sài Gòn để kết thúc chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của bác sĩ Hoàng Trang và nha sĩ Đinh Hiếu tại Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Đài Đáp Lời Sông Núi xin vinh danh anh Nguyễn Ngọc Quý, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây. Thêm một tàu cá Việt Nam bị chiến hạm Trung Cộng hút chìm ở Hoàng Sa. Một chiếc tàu cá Quảng Ngãi đã bị tàu hải cảnh Trung Cộng hút chìm vào ngày 25 tháng 5 vừa qua ở vùng biển Hoàng Sa. Theo tường thuật, thì vụ tấn công này diễn ra tại một vị trí cách đảo Bạch Quy khoảng 7 hải lý về hướng Tây Nam. Binh sĩ Trung Cộng sau đó đã vớt 7 ngư dân Việt lên tàu và giao trả cho lực lượng hải cảnh Việt Nam vào hôm thứ Hai 28 tháng 5. Đây cũng là lần đầu tiên giặc tàu giao trả ngư dân cho giới hữu trách Việt Nam, thay vì để mặc cho họ trôi nổi trên biển hoặc mang về giam giữ để đòi tiền chuộc. Đây là vụ tấn công mới nhất diễn ra suốt 2 năm qua, với hàng chục tàu cá Việt Nam liên tiếp bị giặc tàu hút chìm ở biển Hoàng Sa, và là nguyên nhân dẫn đến làn sóng ngư dân Việt phải rời bỏ các ngư trường truyền thống để đi đến các vùng biển xa hơn, với hàng ngàn tàu cá bị các nước láng giềng bắt giữ về tội xâm nhập hải phận bất hợp pháp. Việt Nam tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo. Trong phúc trình mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Việt Nam vẫn nằm trong số các quốc gia vi phạm nặng nề quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong năm 2017. Phúc trình nêu rõ các vụ đàn áp các giáo hội hay tổ chức tôn giáo không chịu gia nhập vào hệ thống tôn giáo quốc doanh mà Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Phúc trình nhấn mạnh là đạo luật tôn giáo mới nhất của Việt Nam có những điều khoản mơ hồ, cho phép nhà nước Việt Nam có thêm quyền hạn kiểm soát các sinh hoạt tôn giáo dưới chiêu bài bảo vệ an ninh quốc gia và đoàn kết dân tộc. Bản phúc trình cũng nêu lên một tín đồ hòa hảo bị thiệt mạng trong đồn công an, nhưng bị cho là tự tử vào năm ngoái. Ngoài ra còn có nhiều bằng chứng là bạo quyền Việt Nam đã đàn áp thô bạo những người thượng theo đạo Tin Lành ở Tây Nguyên và giáo dân Công giáo ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Công an yêu cầu một nhà đấu tranh phải gỡ bỏ bài viết trên mạng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, một nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, vừa bị công an ra lệnh xóa bỏ một bài viết, nội dung vạch trần những vụ mua bán đất đai vô cùng mờ ám ở Hà Nội của tập đoàn Vingroup. Theo lời kể của ông Tuấn thì khi chuẩn bị lên máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất vào hôm thứ Sáu 25 tháng 5, ông bị giới an ninh chặn lại và đưa vào văn phòng để thẩm vấn. Tại đây, ông Tuấn đã bị nhân viên Cục A67, tức Cục Chống Phản Động và Khủng Bố của Bộ Công an, thẩm vấn suốt 15 tiếng đồng hồ. Trước khi trả tự do, họ yêu cầu ông Tuấn phải xóa bỏ các bài viết trên mạng, trong đó có bài viết về tập đoàn Vingroup, khiến ông rất ngạc nhiên vì bài này không dính líu gì đến an ninh quốc gia. Cho đến hôm qua, ông Tuấn vẫn giữ nguyên các bài viết trên Facebook,
trong đó có bài viết ngày 12 tháng 5 về vụ tập đoàn Vingroup mua được một số khu đất vàng ở Hà Nội mà không qua đấu thầu. Đảng Cộng sản Việt Nam tăng thêm quyền hạn cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam vừa tăng thêm quyền hạn cho cái gọi là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, trong đó có quyền cấm các đảng viên xuất cảnh nếu bị phát giác ra bằng chứng tham nhũng. Việc tăng thêm quyền hạn này là nhằm ngăn chặn làn sóng các đảng viên bỏ trốn ra nước ngoài trong khi bị điều tra về tội tham nhũng, điển hình như Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Nhôm. Trong quy định mới nhất, các quan chức thuộc Ủy ban Kiểm tra từ Trung ương đến địa phương đều có quyền ra lệnh cấm xuất cảnh đối với các đảng viên tham nhũng. Thưa quý thính giả, hôm nay Đài Đáp Lời Sông Núi có bài thứ nhất phỏng vấn ông Từ Đức Tháo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Kính mời quý thính giả theo phóng viên Đằng Giang để nghe ông Chủ tịch nói về tiểu bang này. Dạ, thưa quý thính giả của Đài Radio Đáp Lời Sông Núi, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được nói chuyện với ông Từ Đức Tháo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Oregon. Trước nhất, xin mời ông Chủ tịch Tháo có lời chào quý thính giả của Đài Radio Đáp Lời Sông Núi. Dạ thưa anh. Rất hân hạnh được phóng viên của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi phỏng vấn hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Từ Đức Tháo, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại Oregon. Hân hạnh kính chào toàn thể khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi vừa nghe lời giới thiệu của ông Bùi Đức Tháo. Thưa ông Tháo, chúng ta xin phép để nói chuyện với anh em cho nó thân mật đi nhé. Anh có thể nói qua về cái tiểu bang Oregon nơi anh sinh sống đó, nó như thế nào? Anh có thể cho bà con, đặc biệt là thính giả trong nước, biết một chút về cái tiểu bang này có gì đặc biệt không, thưa anh? Dạ, nói về tiểu bang Oregon thì phải nói đến những cái rừng thông bạt ngàn nằm ở miền Tây Bắc của nước Mỹ. Phía trên của tiểu bang Oregon thì có tiểu bang Washington. Bên dưới tiểu bang Oregon thì có tiểu bang California. Tiểu bang Oregon dân số rất là ít, có khoảng độ chừng 1,5 triệu đến 1,8 triệu tổng số dân. Và nơi đây có khoảng 30,000 người Việt Nam sống rải rác ở khắp nơi trên lãnh thổ của tiểu bang Oregon theo thống kê dân số năm 2010. Và riêng tại thành phố Portland thì có khoảng 15,000 người Việt Nam. So với con số khoảng chừng 150 người Việt Nam đến định cư ở tiểu bang Oregon vào năm 1975, tức là ngay sau khi miền Nam Việt Nam lọt vào tay Cộng sản Bắc Việt. Vâng, thưa anh Tháo, tôi biết rằng cái tiểu bang Oregon đấy, diện tích nó cũng lớn, có lẽ cũng ngang ngửa với Việt Nam mình mà chỉ có hơn 1 triệu người, thì quả ra đất rộng, dân thưa, và Việt Nam mình thì cũng có ở đó đến 30,000, và đặc biệt thành phố Portland đó cũng là thủ phủ của tiểu bang, phải không anh Tháo? Dạ thưa, thành phố thủ phủ của tiểu bang là Salem. Salem là thủ phủ của tiểu bang Oregon, và thành phố Portland là một trong những cái thành phố lớn của tiểu bang Oregon. Có một cái đặc thù tôi nghe nói chứ tôi không biết chắc là phải cái tiểu bang Oregon là tiểu bang có rất nhiều ngày mưa trong năm, đúng không? Dạ thưa đúng, tiểu bang Oregon là có rất nhiều mưa, chỉ có những tháng như là tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì ít mưa. Ngoài ra những cái tháng khác thì mưa dầm về từ sáng, chiều, tối. Cũng giống như ở nước mình vậy, có cái dãy Trường Sơn chắn ngang, cho nên khi mà hơi nước gặp ở cái dãy núi cao chắn ngang thì động lại thành mưa và gây ra mưa hồi hồi luôn. Nước không bao giờ thiếu cả, không phải giống như Cali mà phải đi mua nước ở nơi khác, nguồn nước ở đây rất là dồi dào. Vâng, vì thế mà người ta gọi là tiểu bang xanh quanh năm, có phải không anh Tháo? Dạ thưa đúng vậy, đi đâu cũng thấy rừng cây thông xanh mướt quanh năm luôn đó, phóng viên Đằng Giang. Đó là một điều rất lý thú, hy vọng là bà con ai du lịch qua nước Mỹ không nên bỏ qua cái tiểu bang này. Đó là một tiểu bang cũng có những cái nét rất là đặc biệt ở miền Tây nước Mỹ. Vâng, trở lại với cái sinh hoạt của cộng đồng thì anh Tháo có thể cho biết cộng đồng người Việt ở đây hình thành từ khi nào và các cái sinh hoạt chính là như thế nào vậy thưa anh Tháo?
Nếu mà nói về tên gọi cộng đồng Việt Nam tại Oregon thì hình thành vào khoảng năm 1990. Ban đầu thì cũng có những cái nhóm tân hữu, nhưng mà kể từ năm 1990 thì cộng đồng người Việt tại Oregon hình thành. Có ban chấp hành cộng đồng, có chủ tịch, phó chủ tịch nội vụ, có phó chủ tịch ngoại vụ, và cứ thế, cứ nhiệm kỳ 2 năm thì mình bầu lại chủ tịch, và tân chủ tịch sẽ tìm kiếm những người có tâm, những người có tài để mà giúp đỡ vị tân chủ tịch trong nhiệm kỳ mới. Anh Tháo là một chủ tịch rất trẻ, anh có thể cho biết là cái cộng đồng người Việt ở đó, đặc biệt những hoạt động chính khi mà anh làm chủ tịch cũng như trước đó, đó thì hàng năm có những cái sinh hoạt tiêu biểu là những sinh hoạt gì thưa anh? Dạ, nếu tính theo dương lịch thì đầu tiên nhất á, là tháng 2 dương lịch, tức là khoảng tháng Giêng âm lịch, thì chúng ta có tổ chức Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán là một lễ hội lớn mà quy tụ rất đông người Việt khắp nơi trên khắp tiểu bang về thành phố Portland để mà dự Tết trong một ngày từ sáng đến chiều. Và sau đó thì có chuẩn bị cho tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4. Và đến bây giờ là tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 đến lần thứ 43 rồi. Thì trong những lễ hội đó mình cũng có kèm theo giỗ tổ các vua hùng cùng với tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4. Sau khi tổ chức xong tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 và giỗ tổ các vua hùng thì lại chuẩn bị làm xe hoa để cùng với các sắc dân khác, các tổ chức của chính phủ, tiểu bang, thành phố và các công ty thương mại lớn để mà diễn hành lễ hội hoa hồng hàng năm vào đầu tháng 6. Ở đây có đặc biệt là lễ hội hoa hồng rất nổi tiếng và quy tụ nhiều sắc dân tham dự, thậm chí nước Trung Hoa Dân Quốc cũng gửi đoàn đại diện gồm các em học sinh thường thường là từ thành phố Cao Hùng đến để tham dự diễn hành. Đoàn Việt Nam của mình có năm thì có xe hoa và có năm cũng không có xe hoa. Tuy nhiên lúc nào cũng ghi tên để đi diễn hành, rất là nhộn nhịp. Phần đông thì các cô, các bác, các chú lớn tuổi, cho nên bây giờ càng lớn tuổi thì càng không có thể nào mà đi diễn hành trong một cái đoạn dài. Nếu tính ra km thì cũng còn là hơn 6 cây số bên Việt Nam mà đi liên tục như vậy thì rất là mệt giữa trời nắng gắt. Thử ra thành phần trẻ tham gia dự trong cái ngày lễ hội đó rất là vui. Rồi sau diễn hành lễ hội hoa hồng thì chúng ta lại chuẩn bị tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu vào tháng 8. Tết Trung Thu cũng quy tụ rất là nhiều cháu nhỏ và các bậc phụ huynh mang các cháu đến để trước nhất là nghe những bài hát của Việt Nam mình. Rồi sau đó thì rước đèn và ăn bánh Trung Thu. Lễ hội cũng kéo dài cũng khoảng từ 12 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều thì mới chấm dứt. Rồi sau đó khoảng một tháng thì ông bà ta cứ nói có câu là có thật thì mới vượt được đạo, thì ban chấp hành cộng đồng năm nào cũng vậy, cũng phải tổ chức gây quỹ cộng đồng, thì cũng quy tụ tất cả những hội đoàn, những nhà mạnh thường quân và đặc biệt là bà con đồng hương, người ít người nhiều đóng góp cho cộng đồng để mà cộng đồng có một khoản tiền nhất định chi phí cho các hoạt động vừa kể trên. Ngoài ra còn có các buổi hội thảo về vấn đề văn hóa, thơ nhạc. Ví dụ như năm vừa rồi có hội thảo về những tác phẩm của nhà thơ, nhà văn Mạc Lâm. Ông Mạc Lâm là cựu phóng viên của đài Á Châu Tự Do. Năm ngoái thì cũng có buổi nói chuyện của mục sư Nguyễn Công Chính, là một người tù lương tâm, được trả tự do và được định cư ở Hoa Kỳ. Năm trước ấy nữa thì còn có buổi ra mắt sách của nhà văn Phạm Trần. Đó là những thí dụ về những cái hoạt động văn hóa, văn nghệ của cộng đồng. Thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi vào lần tới. Trân trọng kính chào. Thời kỳ của Cộng sản là thời kỳ vơ vét tài sản và hút máu mủ đến tận xương tủy dân chúng nghèo khổ, hầu thỏa mãn lòng tham vô độ. Điều này đã dẫn đến sự thống khổ tê liệt của toàn dân, và đó là trò chơi mới của người Cộng sản bệnh hoạn điên cuồng. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề Thời đại hốt tất liệt của Viết từ Sài Gòn,
sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Người Cộng sản gọi thời đại họ đang sống là thời đại Hồ Chí Minh. Dân giang hồ gọi thời đại họ đang sống là thời đại cá lớn nuốt cá bé. Nhưng ma túy, chích choác gọi thời đại họ đang sống là thời đại hoàng kim, nghĩa là có những dịch vụ bán kim hoàn hảo. Dân bảo kê nhà hàng, khách sạn, lâm tặc, sa tặc, thảo tặc, sa lộ tặc. Nói nôm na là xã hội đen gọi thời đại của họ là thời đại bác kính yêu. Dường như có hàng trăm cách gọi về thời đại của mình trong lúc này tại Việt Nam. Cách gọi tên thời đại tùy thuộc vào cảm hứng cũng như đặc trưng công việc, vùng miền. Nhưng cái tên thời đại hốt tất liệt thì có vẻ lạ nhất, nghe có vẻ phim tàu, rặc tàu. Và lạ hơn nữa là cái tên thời đại này lại xuất hiện khá nhiều ở miền Nam, ở những người đấu tranh cho dân chủ, kêu gọi bảo vệ môi trường, chống bình trướng Trung Cộng. Để giải nghĩa thời đại, một bạn trẻ người Công giáo đã nói rằng hốt tất liệt là hốt tất tần tật mọi thứ và làm tê liệt đến tế bào tự chủ cuối cùng của con người. Để chứng minh điều mình nói là đúng, bạn trẻ này nêu ví dụ mới mẻ nhất trong vài ngày trở lại đây về vụ một đại biểu quốc hội đưa ra ý kiến người bán trà đá tại Việt Nam có tỷ suất lợi nhuận cao nhất thế giới, nhằm đặt vấn đề về thu thuế đối với họ. Và trước đây, một người giờ chắc cũng đang mục rửa cùng Dung Dế, ông Giàng Xeo Phử, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam từng nói, người bán vé số có thu nhập cao ngất ngưỡng. Tất cả những phát biểu này cùng nằm trong một loại tư duy rất chung của người Cộng sản, đó là tư duy hốt tất liệt trong thời đại hốt tất liệt. Bởi, chỉ có thứ tư duy hốt tất tần tật không ngoại trừ thứ gì và dây thần kinh con người đã bị liệt, không còn biết phải trái, hốt cho đến khi đối phương tê liệt mọi thứ, mất khả năng tự chủ mới nghĩ ra được những thứ thuế, phí mà nghe qua không thôi, người có chút lương tri cũng đã cảm thấy buồn nôn. Nhẹ một chút thì buồn nôn vì chuyện giá xăng, giá dầu, giá cước trạm BOT, giá cước các dịch vụ công cộng thi nhau tăng lên một cách bệnh hoạn. Tiếp đến là bất kỳ thứ gì có trong nhân dân, thì nhà cầm quyền, giới chức trách cũng nghĩ đến chuyện biến nó thành thuế, phí, ngay cả đến người bán vé số, người bán trà đá mà nhà cầm quyền cũng không tha cho họ. Họ đặt ra thuế, thu phí, thu giá, rồi không biết đến thu gì nữa. Nhưng vì sao người Cộng sản chỉ nghĩ đến chuyện hốt, hốt và hốt vậy? Bản chất của họ là gì? Điều này cũng nên nhìn lại cái gốc hình thành của người Cộng sản một cách thực tế, bớt mơ mộng và cũng đừng mạ lì họ nhiều. Bởi chúng ta đã tự rước khỉ về nhà, rồi đưa chúng lên phòng khách ngồi ghế salon, bảo chúng xem tivi, đưa chúng vào phòng tắm, và chỉ dĩa trái cây trên bàn thờ cho chúng, thì đừng bao giờ mạ lì chúng, bởi điều này vô nghĩa. Tôi nói chúng ta ở đây là đang đứng trên bình diện của những người có công cách mạng mà hầu hết đang nếm trải mọi khổ ải từ việc bị ép chế, bị thu hồi đất vô căn cứ, bị người Cộng sản đẩy ra đường để lấy nhà. Còn số này, xét trên cả nước còn đông hơn cả những người từng tham gia bộ máy chính quyền miền Nam Việt Nam. Từ những năm đầu thập niên 1950, ai đã sống trong quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, hưởng mọi chế độ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa để ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản? Rồi những thập niên sau đó, ai đã đưa và giấu giếm Cộng sản tại miền Nam khiến cho họ nhiều hơn cả lực lượng Việt Nam Cộng Hòa? Đến 30 tháng 4 năm 1975, ai đã ra đường, xếp hàng để chào mừng bộ đội Cụ Hồ trên thành phố Sài Gòn? Và đến nay, hàng ngàn, hàng chục ngàn cái vẫy tay reo mừng đó, có cái vẫy tay nào tiếp tục reo mừng? Có cái nào phải vẫy tay quơ lên trời kêu khổ? Chỉ chừng đó cũng đủ thấy cái giá mà cả dân tộc này phải trả cho việc rước khỉ dòm nhà. Bởi bản chất của người Cộng sản là vô sản, đưa một thằng không có gì vào chỗ có nhiều thứ, thì nó phải khoắng nhiều thứ, khoắng cho đến bao giờ thỏa cái thèm, cái đói của nó mới thôi. Đến khi mọi thứ trở nên thừa bữa, thì thứ nó khoắng không phải là bữa ăn, cái nhà nữa, mà là sự rên xiết của đồng loại. Cho đến thời điểm hiện nay,
khi mà mọi thứ đã trở nên thừa mứa, trương nở vô tội vạ và không kiểm soát được, thì đó cũng là lúc mà mọi thứ nhu cầu bệnh hoạn phát sinh. Có thể nói, chưa có thời điểm nào mà mọi thứ bệnh hoạn phát sinh trong cơ thể đảng Cộng sản nặng nề hơn lúc này. Bạo trưng thu, bạo thuế, bạo phí, bạo giá, như một căn bệnh phát sinh trong cơ thể chính trị Cộng sản sau khi chè chén quá độ. Và nếu như trước đây vài thập niên, người Cộng sản tỏ ra tàn bạo trước nỗi khổ của đồng bào là vì người Cộng sản thiếu thốn, họ cần tranh ăn và vơ vét bằng bạo lực. Đến lúc này, họ ít tỏ ra tàn bạo hơn, nhưng lại tỏ ra dửng dưng, máu lạnh và cười cợt trên nỗi đau của đồng bào hơn, là vì họ đã đến thời kỳ bình hoạn. Họ không thiếu đói cơm áo gạo tiền, nhà cửa xe cộ nữa, mà họ thiếu đói những trò chơi bạo liệt hơn, tàn nhẫn hơn. Tận thu, tận vét, tận hốt của dân nghèo lúc này cũng là trò chơi họ vừa sáng tạo trong thời đại mới của họ. Thời đại này có nhiều người gọi là thời đại hốt tất liệt. Nhưng trên thực tế, nếu gọi đúng tên của nó, có lẽ phải nói đây là thời đại của những trò chơi mới. Khi nhân dân tê liệt, họ hốt tất tần tật. Và khi hốt đủ, họ cần cảm giác tê liệt của những con nghiện. Giả sử con nghiện cần tê liệt mọi đau khổ, thì không ít người Cộng sản cần được tê liệt mọi nỗi nhục trong tiếng thần bằng cách hành hạ đồng loại. Và trong cuộc chơi này, đồng loại nghèo khổ càng rên xiết thì cuộc chơi càng trở nên máu mề. Một trong những sách lược có thể tăng tốc tiến trình dân chủ hóa Việt Nam là vận động các chính phủ hoặc tư nhân hải ngoại ủng hộ tài chính cho các tổ chức xã hội dân sự chân chánh trong nước và tẩy chay các tổ chức dân sự dởm, vốn là ngoại vi trá hình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Thiền Lâm với tựa đề "Lần đầu tiên Ngoại giao đoàn châu Âu gặp xã hội dân sự ở Sài Gòn" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Vừa có một bước tiến mới trong mối tương quan giữa các cơ quan ngoại giao của châu Âu với xã hội dân sự ở Việt Nam. Trong bối cảnh Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu đang bước vào giai đoạn xem xét để quyết định có phê chuẩn hay không, và trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 15 tháng 5 năm 2018, một đoàn ngoại giao của châu Âu đã gặp gỡ để trao đổi với luật sư Lê Công Định, cựu tù nhân lương tâm Phạm Ba Hải và nhà báo Phạm Chí Dũng. Phái đoàn các nhà ngoại giao châu Âu bao gồm Đại sứ quán Tây Ban Nha, Tham tán chính trị Liên hiệp châu Âu tại Hà Nội, Đại sứ quán Ý Đại Lợi, Đại sứ quán Pháp Quốc, Đại sứ quán Hòa Lan, Đại sứ quán Anh Quốc, Đại sứ quán Thụy Điển, Đại sứ quán Đức Quốc. Còn phía Hoa Kỳ là ông Brown và bà Pamela thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Cuộc trao đổi kéo dài 2 giờ đồng hồ, nhiều câu hỏi đã được giới ngoại giao châu Âu đặt ra xoay quanh các chủ đề nóng bỏng về vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền như một số điều khoản của luật an ninh mạng, luật tín ngưỡng tôn giáo, luật đất đai liên quan đến vấn đề Thủ Thiêm và Đồng Tâm, nguyên nhân gia tăng đánh đập, bắt bớ, giam cầm, án phạt nặng nề người bất đồng chính kiến, vân vân. Cuộc trao đổi cũng dành thời gian để phân tích mục tiêu của Hiệp định Tự do Mậu Dịch Việt Nam và Châu Âu, gọi tắt là EVFTA, mà Việt Nam đang cố gắng vận động để các quốc gia thành viên khối Liên Âu phê chuẩn. Đây là lần đầu tiên giới ngoại giao đoàn châu Âu vào Sài Gòn để gặp gỡ giới hoạt động xã hội dân sự tại thành phố này, thay vì chỉ gặp giới đấu tranh dân chủ nhân quyền tại Hà Nội như trước đây. Đặc biệt, thành phần giới ngoại giao đoàn châu Âu còn có cả đại diện của hai đại sứ quán Ý Đại Lợi và Tây Ban Nha, là hai quốc gia đã thiết lập mối ngoại giao đối tác chiến lược với Việt Nam. Sự hiện diện và những câu hỏi của đại diện hai quốc gia này cho thấy thực trạng nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam
cùng với vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã khiến cả những nước mà trước đây thường khá trung dung về vấn đề nhân quyền thì nay cũng đang tỏ rõ mối quan tâm về quyền làm người ở Việt Nam. Sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, phần lớn trong số 28 nước châu Âu đã dừng vô thời hạn kế hoạch xem xét thông qua Hiệp định Tự do Mậu Dịch Việt Nam-Châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tuyên rao vào cuối năm 2017 rằng năm 2017 thành công đối ngoại chưa từng có, mà thành công này hiện đang có thể biến thành một khủng hoảng ngoại giao mới mang tên Slovakia-Việt Nam. Từ tháng 4 năm nay đến bây giờ, phiên tòa của Tòa án nước Đức xử Nguyễn Hải Long, một nghi can tham gia đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, đã bất thần bùng phát một thông tin liên đới một cấp cao hơn rất nhiều, đó là Slovakia đang làm việc với phía chính quyền Đức Quốc để xác minh việc ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam, đã lợi dụng chuyến thăm của mình đến nước này hồi tháng 8 năm 2017 để làm bình phong bắt giữ Trịnh Xuân Thanh. Nếu trong thời gian tới, phía Slovakia tổ chức điều tra làm rõ và xác định được nghi vấn của cơ quan an ninh nước Đức về vụ Tô Lâm làm bình phong là đúng, thì phản ứng tối thiểu của chính phủ Slovakia đối với Việt Nam sẽ là hạ cấp mối ngoại giao và thương mại mà từng được xem là tốt đẹp trước đây, và rồi cùng lúc có thể chấm dứt hoàn toàn ý định hỗ trợ Việt Nam để vận động Hiệp định Tự do Mậu Dịch Việt Nam và châu Âu. Nếu xảy ra hậu quả như thế, Slovakia sẽ là quốc gia thứ hai sau nước Đức, sẽ khiến chính thể độc đảng ở Việt Nam mất hẳn hai phiếu trên cung đường đầy gai nhọn dẫn đến Hiệp định Tự do Mậu Dịch Việt Nam và châu Âu cứu cánh. Cuộc khủng hoảng Slovakia-Việt Nam nếu xảy ra còn chắc chắn làm ảnh hưởng đến mối tương quan giữa Cộng hòa Séc với Việt Nam. Vào năm 2017, không chỉ trục xuất vài cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam Cộng sản tại Đức về nước, mà chính quyền nước Đức còn thẳng tay tuyên bố tạm thời đình chỉ sự đối tác chiến lược với Việt Nam vào tháng 10 năm 2017, để rồi một tháng sau đã thông báo ngừng luôn hiệp định về miễn trừ visa đối với quan chức Cộng sản Việt Nam đi công tác ở nước Đức. Cho đến nay, phía Đức vẫn tỏ ra rất kiên quyết trong xử án vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, và chính quyền Đức cũng không hứa hẹn bất kỳ tương lai nào cho Hiệp định Tự do Mậu Dịch Việt Nam và châu Âu. Từ sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đã và đang diễn ra một chuyển biến trong quan điểm của châu Âu đối với Việt Nam, nghĩa là nếu trước đây khối Liên Âu thường xuyên hỗ trợ nhà cầm quyền Việt Nam nhiều khoản viện trợ không hoàn lại để cải cách thể chế và trút vào cái túi không đáy của khối hội đoàn cạnh tay nối dài của đảng, thì từ năm 2016 trở đi, viện trợ của khối Liên Âu đã ít hẳn. Thay vào đó, có nguồn tin cho biết Liên hiệp châu Âu đang dự định sẽ tài trợ một số kinh phí cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam, vì những tổ chức này hoạt động khách quan hơn và phục vụ cho quyền lợi của người dân một thiết thực hơn. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1992, bị bắt vào ngày 30 tháng 4 năm 2017, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 4 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Mọi ý kiến xin liên lạc với đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ
liên lạc dlsn@gmail.com hoặc PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Vì